Nhân xin chào cô chú chị mình nha. Hôm nay thì Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình một lô đất 4x18 hướng Nam. Cái lô đất này thì hồi trước á, Nhân có quay một lần rồi, tỷ 080 triệu, rồi xuống tỷ 060 triệu. Và cái chủ đầu của chú chị, chủ đầu là không có gọi là ngộp thở nữa, mà coi như là rút oxy luôn rồi đó. Kiểu nó vậy đó. Nói chung biết diễn tả làm sao không chú chị. Nhưng mà thôi, bà chủ trước thì mình bỏ qua đi. Thì cái chủ sau này á, thì chú này là dân đầu tư, mua lướt cọc, mua được cái giá phải gọi là cực kỳ tốt, 4x18 bằng với cái giá của 4x12 trong khu cát tường của sinh của mình thôi. Thì bây giờ là chú bán lại, nói chung là cũng kiếm lời khoảng tầm 20 triệu. Thì nói thẳng luôn là được thì chú bán, còn không được thì thôi thì chú mua luôn. Tại nói chung là sẵn tiền. Thì trong cái thời điểm này thì còn nói chung là dư khoảng tỷ đó, thì chú mua. Và bây giờ thì Nhân quay cái video này, Nhân chia sẻ lại cho cô chú chị mình. Bởi vì nếu mình không mua cái lô này nữa thì Nhân nói thật sự là mình không biết là mình sẽ mua được một cái lô nào ở trong dự án cát tường Phú Sinh mà với một cái giá gọi là nó cực kỳ tốt như cái lô đất này của chú chị. 4x18 hướng Nam. Thì cái lô này là nó cũng như những lô khác thôi. Lòng đường thì nó 6 mét thảm nhựa nè, vỉa hè thì nó 2 mét hai bên, coi như 10 mét. Thì xung quanh là dân cũng ở đây hết rồi nè. Ở bên kia là đường trục chính TC5, nó có chỗ cái motel 79. Nó còn sau lưng Nhân là mấy cái nhà này nè. Là năm 20 thì nó view ngoài kênh của đường KT11. Nó còn đối diện mình. Nói chung là vì dân lỡ đông hết rồi. Nó cái này là đối diện mình nè. Đối diện mình nè, còn bên kia là cái nhà kia là cùng dãy với mình á. Còn đây đối diện nè. Đó, 2-3 căn. Trong nhà đông. Sổ rồi sổ riêng. Cái giá mà đang kêu bán hiện tại là 990 triệu, 990 triệu như chú anh chị. Coi như là, tại nói chung là không lẽ gì mà nói cái luôn thì nó nói chung cũng khó lòng. Thì thật sự là bây giờ là ví dụ như mình nói về cái vấn đề đó là Nhân quay lên nó thì nó cũng khó, tại vì làm YouTube thì nó khó. Nó có hai mặt. Cái mặt thứ nhất là khi mà Nhân quay một cái lô đất mà với cái giá như vậy, thì trong khi đó là hồi trước là khách hàng á, người ta mua trong hai cái dãy đó nè, trên hai cái dãy này của con đường này thì nó 4x18 hết, thì người ta mua nó rơi vào tầm lúc mà sốt đỉnh điểm cuối cùng là 1 tỷ 350, 1 tỷ 380, 1 tỷ, thậm chí là 1 tỷ 4, 1 tỷ 4 mà mấy cái lô đẹp đẹp xíu đó, giống như cái anh này nè. Đây giống như anh này, anh mua cũng một lô là anh xây, anh ở nè. Thì trên cái lốc này anh còn hai lô, lốc này anh còn hai lô, thì một anh là cũng dân đầu tư đó, nhưng mà cuối cùng cũng dính đợt cuối cùng. Một lô là 1 tỷ 380 là coi như đợt đỉnh điểm. Và một lô hồi xưa là anh mua cũng 1 tỷ 230, còn hai lô ở trên cái dãy này luôn. Thì ví dụ bây giờ nếu mà nhân khổ nổi giờ Nhân quay cái giá này á, thì coi như là chết mấy tay đầu tư. Tại vì là ta mua, nếu mà có chú chịu mua cái lô này thì so với cái đợt đỉnh điểm là nó rẻ hơn, là nếu mà 1 tỷ 380 đi mà bây giờ có 909 là coi như là rẻ hơn cái thời điểm đó, nó tới 400 triệu, rẻ hơn 400 triệu, kinh khủng khiếp luôn chú chị. Thì ví dụ như là nếu mà mấy cái người mà ta mua đợt đỉnh điểm, đợt đu đỉnh đó, thì coi như là ta lỗ 400. Mình mua rẻ được 400 thì coi như ta lỗ 400 đó. Nếu mà Nhân quay thì nó cũng ngại, cho nên không gài nhau, không quay. Nhưng mà bây giờ là cái kiểu như là nếu mình không quay thì cũng không được. Nếu mình làm YouTube mình bán hàng mình không quay thì cũng không được. Nhưng mà cô chú chị mình cứ an tâm, bởi vì là nó chỉ có một cái lô này thôi, duy nhất một cái lô này 4x18
sổ hồng riêng có sẵn mà 990 triệu. Thì khi mà bán cái lô này rồi, tại vì nó thẳng là người ta ngộp, quá ngộp. Nó bây giờ người ta không bán thì người ta chết. Đó là người ta bán để người ta lấy tiền để xây sở. Thứ nhất là trả ngân hàng, thứ hai là trả nợ. Đó, cho nên là người ta mới hạ cái giá này. Thì chỉ có những cái thời điểm này, những lúc như thế này thì những cái cô chú anh chị mà khách hàng đầu tư hoặc là những cái người mà thật sự thật lòng muốn mua một lô đất để mà xây nhà ở mà với cái giá nó cực rẻ như thế này thì chỉ có thời điểm này thôi. Và nhấn mạnh thêm một lần nữa, nếu như mà bán cái lô này rồi, thì Nhân đảm bảo là không có cái lô nào mà tính ra cái giá mét vuông mà nó rẻ tới cái mức độ mà nó kinh khủng như hiện tại này trong dự án cá tầng phố sinh của mình. Đó. Đó, đây là cơ hội luôn, cơ hội mà gọi là cơ hội ngàn vàng cho cô chú anh chị mình. Nó và cô chú anh chị mình đầu tư mà mình lỡ mua cái đợt mà đu định đó, thì mình cứ an tâm đi, nó chỉ có lô này thôi. Và những cái lô khác thì nó có ngọt đi chăng nữa thì nó cũng không tới nổi. Có ngọt đi chăng nữa thì nó cũng phải tầm tỷ mốt trở lên. Chứ nó không có tới cái mức độ mà nó rẻ như thế này. Đó. Ví dụ như là khi mà Nhân nói giống như này, giống như trong thời điểm là Nhân cũng có bán những cái lô mà nó với cái tầm giá nó gần đu đỉnh như vậy thì thị trường phải chịu, trong cuộc chơi mình phải chấp nhận, kể cả nhân cũng dính thôi. Đó, cũng dính cũng như bao người khác, chứ không có tốt hơn và cũng không có sung sướng hơn được gì. Giống như Nhân còn một lô 4x18 thì Nhân mua nó cũng 1.2-3 tỷ, đúng không? Thì chẳng hạn như bây giờ nếu mà bán lại cái giá vốn thì bán cũng không được, bao đẹp. Nhưng mà bán hạ rẻ hơn nữa thì lỗ, đúng không? Nhưng mà nếu Nhân nói nếu nha, nếu như Nhân và những cái khách hàng mà lỡ trót vay ngân hàng thì bây giờ phải chịu trận là phải bán lỗ, lỗ kêu bằng sắt gạch luôn, để mà giải quyết những chuyện nợ nần, chuyện tiền bạc ngân hàng. Còn nếu không thì mình vẫn để đó, rồi nó cũng chả có mất mát gì, nó không mất mát gì hết, nó vẫn là một cái lô đất, nó vẫn nằm yên ở đó, chứ nó không có mất đi đâu hết, nó cũng không xào hết chút chị. Đó thì như nói trong thời điểm này chỉ có những người mà quen hàng hoặc làm ăn mà nó lỡ bị một cái gì đó thôi, nó mới trục trặc và mới xảy ra những cái chuyện như thế này. Nó còn không là cô chú chị mình cứ để im nó thì nó không mất mát gì hết. Và thêm một cái lô 4x12. Đó, một cái lô nhỏ Nhân mua thì thời điểm đó Nhân mua nó cũng cả tỷ. Nhưng mà bây giờ là mấy cái nền kế bên người ta đang kêu 900 mấy. Thì coi như dụ nếu bán bây giờ là cũng hai lô có trăm nữa. Hai lô là nó ví dụ như lô 418 mà bán bằng cái giá này là thấy nhiều, lỗ 200 gần 240, gần 250. Lô kia lỗ 100 nó 300 mấy rồi. Nó đơn giản thôi chú chị. Đó, nhưng mà được cái là may mắn mình là mình mua tiền tươi sắp thật, cho nên là bây giờ gắn gồng thôi, mà không phải gồng cái gì mà đôi lúc là nó cái kiểu như là nó hết tiền xài, không có tiền tiêu đó, thì lúc đó là gắn gồng những cái lúc đó thôi. Chứ còn ví dụ như mà để mà ngọt thở thì nếu ngọt thở thì cũng phải bán đó, giống như cô chú chị mình đó, nếu mà ngọt thở thì cũng phải bán, còn nếu không thì cứ để bình thường không sao hết, đúng không? Rồi thôi thì Nhân cũng nói vậy, Nhân chia sẻ thiệt lòng, hết lòng cho chúng chị mình một cái cơ hội để cho mình sở hữu một lô đất 4x18 sở hữu riêng với cái giá 990 triệu trong cái đất khu dân cư. Đó, Nhân quay lại. Đó. Dân đông nghịch hết rồi. Cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình ưng lô đất này thì cứ trực tiếp chạy xuống xem. Đó, còn không biết đường hoặc là sau đó thì cứ gọi cho Nhân, thì Nhân sẽ dẫn cho chú chị mình xem lô đất này cũng như là giấy tờ sổ sách và đặt cọc mua bán và công chứng thôi. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.